Vâng, thưa các bác, hôm nay em làm một cái video này. Thực sự với các bác là với bản thân em cũng không vui sướng gì. Thế nhưng mà làm một cái video này cũng vẫn có ích. Với mức độ em có thể là thông báo với các bác là việc làm của đại gia Kiên Hồng, xưa nay dân làng mọi người là gọi thế thôi, nhưng thực tế nó là một thằng đẻo cáng, đẻo giả nhất đấy. Nên em làm video này để cảnh báo với các bác, thông báo với các bác rằng các bác nào đang có ý định đang làm ăn với Kiên Hồng và đang có ý định làm anh ăn với Kiên Hồng thì phải cảnh giác, phải cảnh giác. Thằng này là một thằng đều giả đấy. Một thằng qua cầu rút ván, bất chấp tất cả lương tâm đạo đức con người, vì đồng tiền mà nó bất chấp tất cả. Còn Kiên ạ, tao nói với mày rằng tao làm video này để công bố cho mọi người trên thiên hạ xã hội này biết rằng cái bộ mặt, cái bản mặt của mày là như thế nào. Đấy. Tại sao tao nói mày, tao nói cho mày biết, tao trước hết tao nói cho mày biết một số việc làm của mày. Tao làm đại lý cấp 2 cho nhà mày. Đấy. Tao sống có trước có sau. Mày làm những việc bất lương nhưng tao vẫn đóng cửa dạy bảo mày đến nơi đến chốn, chứ tao không nói ra ngoài. Đấy. Tao không nói ra ngoài những cái việc, những cái trong 5 năm qua tao làm đại lý cấp 2 cho nhà mày, tao dạy bảo mày rất nhiều, đóng cửa vợ chồng tao bảo mày rất nhiều. Những cái việc tao dạy mày đóng cửa bảo nhau là tao đều ghi âm hết cả. Ừ. Chứ không tao không nói suông. Thế nhưng mày không, mày không thế, mày không nghe, mày cứ nấn tới. Tao nói cho mày biết, năm 2012 lúc ấy gia đình tao đang kinh doanh cái cám ai á, chất lượng rất tốt. Đấy, nói về gia đình nhà tao. Gia đình nhà mày, mày chỉ có 2 đứa con, một cô vợ và một cái xe Uây rách. Hàng ngày mày phải đưa con, đón con mày đi học, đưa đi và đón về. Mày không có thời gian bán cám. Mày vận động nhà tao, mày vận động nhà tao bán cám cho mày. Đấy. Tao bỏ ai á, tao bán cho mày. Vì cái lời của mày, mày nói ngọt như mía nùi nhưng dạ mày thâm độc, lúc ấy tao chưa hiểu được. Bán được năm thứ nhất, sang năm thứ hai bắt đầu thị trường bảo ổn định, mày bắt đầu quay lại, mày dần dà mày cướp thị trường. Rất nhiều lần hai gia đình ngồi với nhau, chúng tao gặp gỡ mày bảo, nhưng mày chỉ vâng vâng dạ dạ, mày xin lỗi. Những cái câu xin lỗi của mày tao cũng ghi âm đầy đủ hết. Kiên ạ, không phải lời nói gió bay đâu, không phải lời nói gió bay, tao ghi âm hết. Đấy. Thế và đến tiếp đến năm 2013, khi mày đã ổn định rồi, con mày lớn rồi, mày mua được xe rồi, mày mua được xe ô tô rồi, mày mua được vũ bát rồi, bắt đầu lúc ấy mày bành trướng tiếp tục, mày cướp thị trường. Nhưng mày biết đâu được rằng mày làm ăn được nó do công sức của tao một phần xây dựng thị trường. Ừ. Kiên ạ, à, cái nộp của họ Bùi nhà tao đấy mày hưởng, mày không biết. Mày quyết tâm mày cướp thị trường. Tao hỏi mày rằng đại lý cấp 2 của nhà tao
mày xuất mày bán cho tao là 340.000 đồng một trên trên một bao đậm đặc 4 số 9. Mày bán cho khách hàng ở gần nhà tao là 342.000 đồng trên bao. Mày như thế nào? Mày làm như thế liệu mày nghĩ gì để mày làm thế? Mày nghĩ thế nào mà mày làm thế? Là cái thứ nhất. Cái thứ nữa, mày qua cầu rút ván, mày tán tận lương tâm ở chỗ mày nghe được tao nói chuyện với mày là tao có những ông khách nợ rất nhiều, đầu tư từ năm 2012 đến 2014 bây giờ chưa thu được. Có ông nợ đến 206 triệu và 100 triệu. Mày xông thẳng vào chỗ đó, mày bán cho người ta. Mày bán cho người ta. Mày nịnh hót người ta, mày chở một chuyến cho người ta ăn 3 tháng liền, thế là người ta bỏ. Bây giờ tiền nhà tao không thu được. Mà trong khi đó, tiền đại lý cấp 2 nhà tao là tiền tươi thóc thật trả nhà mày không thiếu một xu. Mà tao nói mày phải biết, nhiều lần không phải là tiền mua đến đâu trả đấy, mà tao còn đưa trước cho mày tiền, chứ không bao giờ tao chịu mày tiền kiên nạ. Thế mà bây giờ mày đánh sập nhà tao như thế này, hai ông khách bây giờ có hơn 200 triệu vì mày, tao làm đại lý cấp 2 cho nhà mày đấy, tao xây dựng thị trường từ năm 2012 đến giờ, bây giờ thành công rồi, thị trường ổn định rồi, mày có ý định cướp thị trường, vợ chồng tao đến tận nhà mày, tao bảo nếu muốn lấy lại thị trường thì nói với vợ chồng tao một câu, xin vợ chồng tao một câu, tao cho mày đấy. Nhưng mày chắc mày cậy ở cái thế bây giờ mày được cái tiếng là đại gia, là giám đốc dởm, mày lấy thịt đẻ người, mày không nghe. Mày làm cái việc tán tận lương tâm trên đất nước này, tao nghĩ không có ai làm. Như thế, đối với bạn hàng, đối với những người đã làm ăn với mày, từ lúc nhà mày chỉ có mỗi con xe rơi uây rách thôi, đến bây giờ mày lên tấm lên miếng, mày cắn lại tao, mày giết lại gia đình nhà tao như thế, mày có xứng đáng là danh đại ca không? Đại gia không? Mày xứng danh là giám đốc không? Mà trong khi đó tao nói với mày nhá, câu này tao cũng ghi âm cả. Tao bảo Kiên ơi, Kiên bây giờ là người nổi tiếng, là đại gia, tỷ phú, là người được báo đài quan tâm, phải giữ mình, phải làm ăn đứng đắn. Chú nói nhỏ thế, đứng đắn ra, chứ không khi báo đài người ta biết, phóng viên ta biết, người ta nói ngược lại thì nhục lắm. Làm người con chim có cái lông, con người có cái tiếng đấy, tao dạy mày nhiều như thế cơ mà, nhưng mày quyết tâm mày cắn lại, mày cắn lại cái người mà mồm mày xem xét mày gọi là bố, những người đã cùng mày, cùng với mày xây dựng thị trường, cùng với mày từ lúc thị trường yên thi này, nóng phiêng này, chỉ có mấy nhà chăn thôi, chỉ có vài trăm con lợn thôi, nhưng đến thị trường yên thi này, nóng phiêng này, bây giờ có vài ngàn con thì bắt đầu mày dở trứng, mày đòi ăn tất đấy. Mày ăn tất tao cũng cho mày ăn tất, nhưng với điều kiện mày xin tao, nhưng mày lại không, mày cần, mày cậy là đại gia, mày lại cậy là người nổi tiếng, mày lấy thịt đè người, bây giờ đấy mày xông vào những cái chỗ khách hàng nợ tao hàng trăm triệu kia, bây giờ người ta không trả cho tao, mày nghĩ thế nào? Tao đi từ chiều đến giờ, đến giờ này tao về một miếng ăn chưa được, tiền không có, không lấy được. Nhiều người ta bảo sao ông bán đắt thế, thằng kia nó bán rẻ hơn ông bán đắt thế, ông ăn nắm thế, đau xót không? Mà trong khi đó mày bán cho tao tiền tươi tóc thật là 340.000 đồng trên bao 4 con 9.
mới bán cho khách. Ở gần nhà tao bố 342 ngàn. Kia nơi mày làm thế, mày nghĩ lại đi, mày làm người hay làm súc vật? Con chó không ăn chủ, nó trung thành với chủ, nó trung thành với những người nuôi dưỡng nó. Tao không có công nuôi dưỡng mày, nhưng tao cùng với mày xây dựng cái thị trường này. Bây giờ thị trường này như thế, mày cướp, mày giết nhà tao. Bây giờ nhà tao hai ông khách ta 200 triệu không trả được vì mày. Mày xông vào mày đầu tư cho người ta rồi. Bây giờ tao không lấy nữa, không lấy của tao nữa. Mà hôm nay tao đến tao đòi người ta cũng không trả nữa. Người ta khất, là vì có mày hà rơi tiếp sức, có mày chở cho rồi. Người ta tuyên bố mày chở một phát người ta ăn 3 tháng liền cơ mà. Người ta cần gì tao nữa đâu. Mày là đầu óc con chó, không phải là người. Không phải là người kia này. Mày đánh sập nhà tao như thế này có được không? Đấy. Nên mọi người, các bác hãy cảnh giác mấy cái thằng đại gia dở này. Cảnh giác mấy những thằng này. Thằng này miệng nó nói ngọt mía nổi thôi, nhưng mà lòng nó tham như mõ ấy, nó bất chấp tất cả. Ừ. Nên hôm nay 20 năm Tết rồi. Một buổi hôm nay tao nói như thế cho mày suy nghĩ. Tao cho mày một cửa nữa, một cơ hội nữa. Nếu mày muốn lấy lại thị trường, gia đình tao, vợ chồng tao cho mày với điều kiện mày phải xin tao và trả cái lộc của họ Bùi. Cái công tao xây dựng thị trường và cái lộc họ Bùi. Thoảng đấy, đừng cướp lộc, đừng cướp lộc, đen lắm kia nè. Cướp lộc của họ Bùi, cướp lộc của tao, nó sẽ xuống dốc không phanh. Mày nên nhớ một điều như thế. Suy nghĩ đi, sau 16 tháng giêng, sau ngày 10 rằm tháng giêng năm 2017, tao tiếp tục nói chuyện với mày. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng kia nè.